Pinrat là cái thuốc diệt chuột chống đông máu thế hệ mới, diệt chuột chỉ sau một lần ăn mồi các bác nhá. Pinrat nó sẽ phá vỡ cơ chế chống đông máu gây chuột xuất huyết nội tạng và chết trong vòng 3 đến 5 ngày. Vì thời gian chuột chết sau khi ăn cái Pinrat này lâu, nên là những cái con chuột khác vẫn tiếp tục ăn mồi mà không nghi ngờ đến cái khi chúng mà bị chết các bác nhá. Và khi mình sử dụng cái Pinrat này là rất là dễ tìm thấy xác chuột ở những nơi sáng này, thoáng khí này, ở gần vũng nước này, và ta dễ dàng xử lý để giảm thiểu khả năng ô nhiễm môi trường. Rồi, các bác lưu ý cho em nhé, khi các bác bỏ mồi thì các bác để cho em một vài bát nước ở ngoài ánh sáng nhé, nó sẽ ra chỗ ánh sáng để nó tìm nước nó uống, và khi đấy nó chết ở đấy mình nhặt cho nó dễ. Đấy, thì các bác nên kết hợp với cho em rằng là 5 cái hộp Pinrat đây này, để tăng cường giảm tiết kiệm cho các bác, để tăng cái khả năng sát thương lên cao ấy. Thì các bác cứ lấy 5 hộp Pinrat như này các bác nhé, thì các bác lấy cho em một gói Racumbin, thuốc bột của hãng của Thái Lan. Đấy, thì các bác sẽ có được một cái bộ mà siêu tiết kiệm, mà tỷ lệ chuột chết rất là cao, từ chuột to chuột nhỏ chết hết. Và nếu mà các bác lấy một cái combo là 5 hộp diệt chuột đây này, cộng với một gói Racumbin này này, thì giá chỉ 230.000 các bác nhé. Một hộp như này là 40.000, và 5 hộp thì các bác sẽ có 200.000 đúng không ạ các bác? Các bác lấy thêm một gói Racumbin 30.000 này, tổng đơn của chúng ta là 230.000 các bác nhé. Và nhà em cũng ship từ một combo trở lên luôn. Đấy, báo cáo với các bác vậy. Còn nếu mà các bác mua 1-2 hộp thì không, bên em không đóng gói được các bác nhé. Còn nếu mà các bác lấy được 10 hộp, đấy, 10 hộp thì em sẽ miễn cho các bác, một là phí ship, hai nữa là tặng thêm cho các bác một cái gói diệt chuột thông minh bằng thuốc bột này, để các bác trộn nâng cao tỷ lệ. Và như vậy là một năm các bác chỉ cần đầu tư đâu đấy là một bộ như này, là chuột nhà các bác là diệt sạch sành sanh, nó sẽ không lên la phông để nó cắn phá đồ đạc, nó không lên la phông để nó chạy rầm rầm mất giấc ăn giấc ngủ của các bác nhé, và nó không cắn đồ đạc, nó không phá những cái rau màu của các bác nữa. Ok, nếu mà các bác thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết các bác nhé, để có một cái phương pháp diệt chuột sao cho nó hiệu quả nhất. Vâng, để cho nó đem lại được cái cuộc sống của các bác, nâng cao chất lượng rồi giấc ăn giấc ngủ là quan trọng mà các bác. Đấy, thì và cái rau màu của các bác là nó được bảo vệ. Vâng, bao nhiêu con số các bác mà thấy nó tốt thì đặt hàng các bác nhé, mà thấy tốt nữa thì chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đấy, bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký vào cái nút hình tròn của mình. Nếu mà thấy hay nữa thì các bạn có thể xem cái video bên trái hoặc là bên phải màn hình. Ok, Trấn Hỏa xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.